Thưa quý vị, năm học mới 2023-2024 đang cận kề, ngành giáo dục và đào tạo quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng cho công tác dạy và học đạt nhiều kết quả tốt. Sau đây là ghi nhận về công tác chuẩn bị năm học mới tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong những ngày này, lực lượng thi công công trình xây dựng trường tiểu học Ba Láng, quận Cái Răng đang gấp rút tô tường, làm lại sân trường để kịp tiến độ bàn giao cho trường sử dụng vào đầu năm học mới 2023-2024. Trường tiểu học Ba Láng được xây dựng từ năm 2000. Qua nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của trường đã xuống cấp và thiếu trang thiết bị, sân chơi, bãi tập. Được sự quan tâm đầu tư kinh phí 14 tỷ đồng của Ủy ban Nhân dân quận, trường được xây dựng dãy phòng mới gồm 9 phòng học và 13 phòng chức năng, với đầy đủ trang thiết bị dạy và học. Năm học này, trường đón trên 360 học sinh, và cũng từ nay, trường tổ chức cho học sinh được học bán trú. Tập thể nhà trường rất là vui, phấn khởi được cái ngôi trường mới để giáo viên, tập thể giáo viên trường an tâm trong công tác. Và học sinh thì cũng có điều kiện để học cái ngôi trường mới và đầy đủ trang thiết bị cũng như sân bãi để phục vụ cho vấn đề dạy và học. Quận Cái Răng hiện có tổng số 26 trường từ mầm non đến trung học cơ sở với 18.500 học sinh. Lực lượng công chức viên chức hiện có là 773 người. Chuẩn bị cho năm học mới, qua rà soát, nắm tình hình, ngành giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân quận đầu tư kinh phí trên 24 tỷ đồng, xây dựng mới dãy phòng học ở một trường tiểu học và sửa chữa 10 trường để tạo thuận lợi hơn cho công tác dạy và học. Đối với cơ sở vật chất thì đã được Ủy ban Nhân dân quận đầu tư rất là nhiều cho giáo dục, và cơ sở vật chất như là đến thời điểm này là đảm bảo để thực hiện cái tốt cái khai giảng năm học 2023-2024. Về đội ngũ thì thời gian qua thì đã tổ chức tuyển dụng giáo viên thì cũng cơ bản đáp ứng theo cái việc mà phục vụ cho công tác giảng dạy. Một năm học mới sắp bắt đầu, tập thể ngành giáo dục quận Cái Răng phấn đấu đổi mới phương pháp, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.